Phần thứ tư, Trung Quốc với nước Việt Nam hoàn toàn giải phóng và thống nhất. Từ tháng 5 năm 1975 đến nay, mục 1 La Mã, Trung Quốc sau thất bại của Mỹ ở Việt Nam. Dư luận chung trên thế giới đều nhận thấy rằng thất bại của Mỹ ở Việt Nam đã có tác động rõ rệt đến tình hình quốc tế. Nếu thắng lợi của cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, thì thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam chứng minh trước toàn thế giới sự phá sản hoàn toàn chủ nghĩa thực dân mới là không tránh khỏi. Ngày nay, các lực lượng cách mạng đã lớn mạnh và có lợi thế hơn bao giờ hết. Đế quốc Mỹ không thể đóng vai sen đầm quốc tế bất cứ nơi đâu mà không bị trừng phạt, không thể xâm chiếm bất cứ một tấc đất nào của bất kỳ nước xã hội chủ nghĩa nào, không thể đẩy lùi các phong trào giải phóng dân tộc và ngăn chặn con đường phát triển của các nước lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa đế quốc ngày nay càng lún sâu vào cái cuộc khủng hoảng toàn diện và không phương cứu chữa. Chúng đang đứng trước những khó khăn chồng chất về nhiều mặt và phải đương đầu với cuộc tiến công rộng lớn và mạnh mẽ của ba dòng thác cách mạng trên thế giới, ở ngay cả những dinh lũy tưởng chừng như rất kiên cố của chúng như là châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Mặc dù đã tung vào Việt Nam một đội quân viễn chinh gồm 60 vạn tên, làm nòng cốt cho hơn 1 triệu quân ngụy, đã ném xuống Việt Nam 7 triệu 85.000 vạn tấn bom và chi tiêu 352 tỷ đô la, đế quốc Mỹ xâm lược vẫn không khuất phục được nhân dân Việt Nam. Đây là thất bại lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ, ảnh hưởng sâu sắc về mặt đến tình hình nước Mỹ. Vì thế, sau thất bại ở Việt Nam, đế quốc Mỹ đã phải điều chỉnh chiến lược trên thế giới, ở châu Á, nhất là Đông Nam châu Á cho phù hợp với tình hình mới. Chúng đẩy mạnh cấu kết với các lực lượng và các thế lực phản động, đặc biệt với các thế lực phản bội trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, chủ yếu là với tập đoàn phản động Bắc Kinh, hòng chia rẽ, phá hoại hệ thống xã hội chủ nghĩa và phong trào cách mạng thế giới. Về những người cầm quyền Trung Quốc, xuất phát từ lợi ích dân tộc, họ có giúp Việt Nam khi nhân dân Việt Nam chiến đấu chống Mỹ, nhưng cũng phát xuất từ cái lợi ích dân tộc. Họ không muốn Việt Nam thắng Mỹ và trở nên mạnh, mà chỉ muốn Việt Nam yếu và lệ thuộc vào Trung Quốc. Họ muốn Việt Nam bị chia cắt lâu dài, nhưng nhân dân Việt Nam đã đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất nước nhà. Họ lợi dụng xương máu của nhân dân Việt Nam để buôn bán với Mỹ, nhưng sự cấu kết của họ với Mỹ không ngăn cản được nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi hoàn toàn và dựng lên một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ muốn chia rẽ Việt Nam với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác, nhưng nhân dân Việt Nam đã giữ vững đường lối độc lập tự chủ của mình, tăng cường đoàn kết với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. Không những các thỏa thuận giữa họ với chính quyền Nixon, những mưu đồ chiến lược của họ đã bị thất bại, mà một nước Việt Nam độc lập thống nhất và xã hội chủ nghĩa, có đường lối cách mạng Mác Lênin chân chính, độc lập, tự chủ và có uy tín chính trị trên thế giới, sẽ là cản trở nghiêm trọng cho cái mưu đồ bành trướng và bá quyền của họ ở Đông Dương và Đông Nam châu Á. Thắng lợi lịch sử của nhân dân Việt Nam không chỉ là thất bại lớn của đế quốc Mỹ xâm lược, mà cũng là thất bại lớn của bọn bành trướng Bắc Kinh. Vào những năm cuối đời và sau cái chết của Chủ tịch Mao Trạch Đông, cuộc khủng hoảng nội bộ của Trung Quốc tiếp tục diễn ra gay gắt với những cuộc thanh trừng tàn bạo để tranh giành quyền bính. Trong 20 năm liền, nền kinh tế và tình hình chính trị, xã hội Trung Quốc đã bị thụt lùi và hỗn loạn vì cuộc đại nhảy vọt và cuộc đại cách mạng văn hóa đòi hỏi phải được cấp bách, ổn định và cải thiện. Mặt khác, sự yếu kém về kinh tế và quân sự của Trung Quốc không cho phép những người cầm quyền Bắc Kinh thực hiện mưu đồ như họ mong muốn. Cho nên, về đối nội, họ lấy cái tư tưởng đại dân tộc để tập hợp các phe phái và động viên nhân dân Trung Quốc nhằm thực hiện kế hoạch muốn hiện đại hóa. Về đối ngoại, họ dẫn sâu vào con đường phản động, lợi dụng lúc chủ nghĩa đế quốc bị khủng hoảng về kinh tế và chính trị nghiêm trọng.
và lúc Mỹ phải điều chỉnh chiến lược toàn cầu để cấu kết với chủ nghĩa đế quốc, chống Liên Xô, chống phong trào cách mạng thế giới, kiếm nhiều vốn và kỹ thuật của các nước phương Tây cho kế hoạch bốn hiện đại hóa. Khẩu hiệu chống bá quyền của họ chỉ là chiêu bài để che đậy chiến lược phản cách mạng và chính sách bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn của họ. Họ hằn học nhìn thắng lợi của nhân dân Việt Nam, cho nên từ khi nhân dân Việt Nam giành được toàn thắng, họ càng ngày càng công khai điên cuồng, thực hành một chính sách thù địch toàn diện, có hệ thống chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin nhắc lại chữ họ đây có ám chỉ cho Trung Quốc. Số 2 là Mã. Điên cuồng chống Việt Nam nhưng còn cố giấu mặt. Số 1. Thông qua bè lũ Pol Pot, Ieng Sary tiến hành một cuộc chiến tranh biên giới chống Việt Nam ở phía Tây Nam Việt Nam. Ngay từ giữa năm 1960, những người lãnh đạo Trung Quốc đã mưu tính nắm trọn vấn đề Campuchia trước mặt nhằm phá hoại mặt trận đoàn kết nhân dân các nước Đông Dương, làm yếu cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam có thể đàm phán với Mỹ và lâu dài nhằm bắt Campuchia phải lệ thuộc để trở thành một bàn đạp của Trung Quốc để bành trướng xuống Đông Dương và Đông Nam châu Á. Sau ngày 17 tháng 4 năm 1975, nước Campuchia hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của bè lũ Lon Nol, tay sai của Mỹ. Họ dùng bọn tay sai của Pol Pot, Ieng Sary chiếm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Campuchia, gạt quốc trưởng Sihanouk và những người thân cận của ông ta để xây dựng lên một chế độ phát xít diệt chủng có 102 trong lịch sử loài người, và thông qua chế độ đó hoàn toàn kiểm soát nước Campuchia, biến Campuchia thành một nước chư hầu kiểu mới và căn cứ quân sự của họ để tiến đánh Việt Nam từ phía Tây Nam. Họ đã đổ tiền, vũ khí và dụng cụ chiến tranh các loại và đưa hàng vạn cố vấn Trung Quốc vào Campuchia để thành lập hàng chục sư đoàn mới gồm đủ bộ binh, thiết giáp, pháo binh, xây dựng thêm hoặc mở rộng nhiều căn cứ hải quân, không quân, hệ thống kho hậu cần. Dưới sự đạo diễn của Bắc Kinh, tập đoàn cầm quyền phản động Phnom Penh tiến hành liên tục một chiến dịch tuyên truyền rộng rãi khắp vu khống Việt Nam. Chiến dịch tuyên truyền rộng vu khống Việt Nam xâm lược Campuchia, âm mưu ép Campuchia vào Liên bang Đông Dương do Việt Nam khống chế, giáo diết hô hào chiến tranh chống Việt Nam. Chúng đã phá hoại cuộc đàm phán giữa hai nước nhằm giải quyết vấn đề biên giới để có cơ sở duy trì một tình hình ngày càng căng thẳng ở vùng biên giới Việt-Campuchia. Ngay từ tháng 4 năm 1975, chúng đã đưa quân lấn chiếm bắn phá nhiều điểm trên lãnh thổ Việt Nam và từ đó ngày càng gây thêm nhiều vụ xung đột ở biên giới, đột kích nhiều đồn biên phòng, làng xóm Việt Nam, làm cho tình hình ở vùng biên giới không ổn định, ngăn cản cho nhân dân Việt Nam khôi phục và xây dựng kinh tế. Từ những cuộc khiêu khích vũ trang, chúng tiến đến gây ra một cuộc chiến tranh biên giới chống nước Việt Nam từ tháng 4 năm 1977 suốt dọc hơn 1.000 km. Với những cuộc tiến công quy mô, huy động hàng vạn bộ binh có xe tăng, trọng pháo, yểm trợ, có khi đi vào sâu lãnh thổ Việt Nam hơn 30 km, giết hại dã man thường dân, tàn phá nhà cửa, hoa màu, gây nên biết bao tội ác không thể dung thứ được. Phần 2, dùng vấn đề người Hoa để chống Việt Nam từ bên trong. Ở Việt Nam có khoảng 1.200.000 người Hoa sinh sống, gần 1.000.000 người ở miền Nam và trên 20.000.000 người ở miền Bắc. Năm 1955, Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thỏa thuận là người Hoa ở miền Bắc Việt Nam do Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo và dần dần chuyển thành công dân Việt Nam. Trong hơn 20 năm qua, người Hoa miền Bắc được hưởng quyền lợi và làm nghĩa vụ như công dân Việt Nam. Còn người Hoa miền Nam từ năm 1956 dưới chính quyền Ngô Đình Diệm đã vào quốc tịch Việt Nam để được hưởng nhiều điều kiện dễ dàng trong việc làm ăn sinh sống. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, chính phủ và nhân dân Việt Nam tiếp tục nghiêm chỉnh thực hiện sự thỏa thuận năm 1955 giữa hai đảng về người Hoa miền Bắc, đồng thời tôn trọng thực tế
lịch sử về người Việt gốc Hoa ở miền Nam Việt Nam, coi người Hoa ở cả hai miền là một bộ phận trong cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Số ít người mang căn cước Đài Loan, Hồng Kông hoặc quốc tịch nước khác, và vô số Hoa Kiều bị bọn Pol Pot, Chiang Sari xua đuổi và tị nạn sang miền Nam Việt Nam thì được coi là Hoa Kiều. Ngược lại, những người cầm quyền Trung Quốc xuyên tạc sự thỏa thuận giữa năm 1955 giữa hai đảng, phủ nhận thực tế lịch sử về những người Việt gốc Hoa ở miền Nam Việt Nam, coi tất cả những người Hoa ở hai miền là kiều dân Trung Quốc để đòi quyền lãnh đạo những người ấy. Trên thực tế, họ lập các tổ chức phản động và mạng lưới gián điệp của người Hoa trên đất Việt Nam. Các tổ chức gọi là Hoa Kiều Hòa Bình Liên Hiệp Hội, Hoa Kiều Tiến Bộ, Hoa Kiều Cứu Vong Hội, Đoàn Thanh niên Chủ nghĩa Mark Lenin, Hội Học sinh Hoa Kiều Yêu Nước, Mặt trận Thống nhất Hoa Kiều do Bắc Kinh thành lập và chỉ huy, đã hoạt động chống lại các chính sách của chính quyền, chống lại lệnh đăng ký nghĩa vụ quân sự, chống lại việc đi xây dựng vùng kinh tế mới, kích động tâm lý huyết thống trong người Việt gốc Hoa, khơi lên phong trào đòi trở lại quốc tịch Trung Quốc. Họ in tiền giả, đầu cơ tích trữ, nâng giá hàng nhằm phá kế hoạch ổn định và phát triển kinh tế của các cơ quan nhà nước ở miền Nam Việt Nam. Với những thủ đoạn đó, những người cầm quyền Bắc Kinh đã gây thêm khó khăn cho nhân dân Việt Nam, vốn đã gặp biết bao nhiêu khó khăn do 30 năm chiến tranh của đế quốc để lại, khiến cho nhiều người về sau bỏ nước ra đi, tìm một nơi mà họ cho là dễ làm ăn hơn. Bắc Kinh đã dùng người Hoa làm công cụ gây rối loạn về chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam, như họ đã làm ở một số nước Đông Nam châu Á và Nam Á. Phần 3. Dùng vấn đề viện trợ để tăng thêm sức ép. Năm 1973, những người lãnh đạo Trung Quốc đã long trọng hứa sẽ viện trợ cho Việt Nam ít nhất là trong 5 năm liền ở mức kim ngạch của năm 1973. Năm 1975, khi chào mừng nhân dân Việt Nam giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, những người lãnh đạo Trung Quốc cũng nói sẽ tiếp tục làm tròn nghĩa vụ quốc tế của mình, kiên quyết ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa nhằm củng cố thành quả thắng lợi, thống nhất và xây dựng tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Thật ra, đây chỉ là một lời tuyên bố giả, dối, để che giấu cái sự hằn học của họ đối với những thắng lợi lịch sử của nhân dân Việt Nam, đang làm nức lòng của tất cả các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên toàn thế giới, che giấu những kế hoạch đen tối của họ nhằm chống lại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên thực tế, họ không ủng hộ nhân dân Việt Nam xây dựng lại đất nước trong giai đoạn mới. Nếu những năm 1969-1970, những người lãnh đạo Trung Quốc giảm viện trợ đối với Việt Nam vì họ không tán thành Việt Nam thương lượng với Mỹ để kéo Mỹ xuống thang chiến tranh, và nếu những năm 1971-1972 họ tăng viện trợ đối với Việt Nam cao nhất so với các năm trước vì họ muốn lợi dụng vấn đề Việt Nam để thương lượng với Mỹ, và đến năm 1975 thì họ lại dùng viện trợ để gây sức ép với Việt Nam, họ khước từ những yêu cầu viện trợ mới của Việt Nam về phần viện trợ cũ đã thỏa thuận trong chiến tranh và chưa giao hết. Họ viên cớ này, viên cớ khác để dây dưa, trong đó có những công trình đang làm dở, có những công trình rất quan trọng đối với công cuộc hòa bình xây dựng lại đất nước Việt Nam. Rõ ràng, viện trợ của những người lãnh đạo Trung Quốc không phải là vô tư như họ thường khoe khoang, mà chỉ là công cụ của chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá quyền của nước lớn. Viện trợ của Bắc Kinh vẫn chỉ là cây gậy và củ cà rốt. Những thủ đoạn nói trên của Bắc Kinh nhằm chống Việt Nam là những đòn thâm độc quyết liệt nhưng đều đã bị thất bại. Bộ mặt phát xít diệt chủng của bọn Pol Pot, Ieng Sary bị nhân dân Campuchia và cả loài người tiến bộ lên án. Kế hoạch dùng người Hoa phá Việt Nam từ bên trong bị phá sản. Mưu đồ gây sức ép bằng viện trợ và các thủ đoạn khác không lay chuyển được đường lối độc lập, tự chủ của Việt Nam và không khuất phục được nhân dân Việt Nam. Ba La Mã điên cuồng chống Việt Nam một cách công khai, giấu mặt chống Việt Nam không đạt kết quả mong muốn. Những người cầm quyền Trung Quốc quay ra công khai chống Việt Nam bằng mọi thủ đoạn, kể cả bằng đe dọa vũ lực và dùng vũ lực. Thứ nhất, cái gọi là vấn đề nạn kiều. Đầu năm 1978,
những người cầm quyền Trung Quốc dựng lên cái gọi là vấn đề nạn kiều để mở đầu cho một chiến dịch quy mô công khai chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự thật là chính các tổ chức bí mật của người Hoa mang lưới gián điệp của Trung Quốc ở Hà Nội được sự chỉ đạo hàng ngày, hàng giờ của bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh bằng những bịa đặt trắng trợn, những luận điệu vu cáo Việt Nam xua đuổi, bài xích, khủng bố người Hoa bằng những thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc, dụ dỗ, dọa nạt đã gây nên trong quần chúng của người Hoa đang làm ăn yên ổn ở Việt Nam một tâm trạng hoang mang, lo sợ chiến tranh sắp nổ ra, một tâm lý nghi ngờ, thậm chí thù ghét của người Việt Nam khiến họ ồ ạt kéo đi Trung Quốc. Bọn tay chân của bọn Trung Quốc tổ chức cho những người đó vượt biên trái phép rồi chặn họ lại, gây ra ùn tắc ở biên giới Việt Trung để dễ bề kích động họ chống lại và hung hăng hành hung những người nhà chức trách Việt Nam ở địa phương. Lúc dòng người Hoa ùn ùn kéo đi Trung Quốc, Bắc Kinh lại trắng trợn đưa hai tàu sang Việt Nam đón nạn kiều, mặc dù họ không hề nêu trước vấn đề đó với chính phủ Việt Nam. Chỉ trong vòng mấy tháng đầu, 17 vạn người Việt Nam gốc Hoa Kiều đã rời Việt Nam đi Trung Quốc. Cái gọi là vấn đề nạn kiều chỉ là một sự cưỡng bức người Hoa ở Việt Nam ồ ạt di cư đi Trung Quốc, mà thủ phạm chính là tập đoàn phản động trong giới cầm quyền Bắc Kinh, hòng khuất phục nhân dân Việt Nam, đồng thời kích động dư luận Trung Quốc chuẩn bị sẵn sàng và đạo quân thứ 5 cho việc tiến hành xâm lược Việt Nam trong bước sau. Vốn là những người làm ăn sinh sống lâu đời với Việt Nam, thông thạo địa hình, phong tục, tập quán và có nhiều cơ sở quen thuộc cũ, có khả năng nắm được nhiều tin tức và tình hình. Những người Hoa Việt Nam đi Trung Quốc đã được bọn bành trướng Bắc Kinh chọn lựa để đưa vào những sư đoàn sơn cước chuyên đánh rừng núi, thọc sâu vào hậu phương, hoặc những đơn vị mở đường, hoặc những đơn vị thám báo dẫn đường, bắt cóc, phá hoại, cầu cống kho tàng của Việt Nam. Nhiều tên trong bọn chúng đã bị bắt trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam từ ngày 17 tháng 2 năm 1979. Trước quyết tâm của nhân dân Việt Nam giữ vững chủ quyền của mình, những người cầm quyền Bắc Kinh buộc phải rút hai chiếc tàu đi đón nạn kiều về nước, ngồi vào đàn đàm phán với Việt Nam về việc giải quyết vấn đề người Hoa. Nhưng trong đàm phán, họ vẫn giữ thái độ nước lớn, ngang ngược, áp đặt quan điểm vô lý của họ, bất chấp chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và luật quốc tế. Chính họ đã cố tình phá hoại cuộc đàm phán đó để tiếp tục dùng vấn đề người Hoa để chống lại người Việt Nam. Phần 2. Cắt viện trợ, rút chuyên gia. Trong lúc bọn bành trướng Bắc Kinh giáo giết dụ dỗ, cưỡng ép người Hoa ở Việt Nam đi Trung Quốc, họ dùng cái cây gậy viện trợ để đồng thời đánh Việt Nam về kinh tế. Chỉ trong vòng hơn một tháng, bất chấp luật pháp và tập quán quốc tế, họ đơn phương tuyên bố chấm dứt toàn bộ viện trợ kinh tế và kỹ thuật cho Việt Nam, gọi về nước tất cả các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật Trung Quốc đang công tác ở Việt Nam. Đây là một đòn cực kỳ thâm độc, đưa ra đúng lúc nhân dân Việt Nam đang phải hàn gắn những vết thương chiến tranh, đồng thời vừa phải đối phó với cuộc chiến tranh biên giới ở phía Tây Nam. Khắc phục những khó khăn kinh tế do việc gần 20 vạn người Hoa đột nhiên bỏ ruộng đồng, nhà máy đi Trung Quốc, vừa phải đối phó với những thiệt hại nghiêm trọng do những trận bão lụt nặng nề nhất trong Việt Nam trong hàng trăm năm qua gây ra. Đi đối với việc cắt viện trợ, rút chuyên gia và tập đoàn phản động trong giới cầm quyền Trung Quốc còn ngang nhiên vận động các nước, các tổ chức quốc tế ngưng viện trợ cho công cuộc xây dựng lại Việt Nam, lòng dạ họ xấu xa, thâm độc đến thế là cùng. Họ đẩy mạnh việc vu cáo Việt Nam vừa che đậy ý đồ bành trướng của họ ở Đông Nam châu Á, vừa cản trở quan hệ bình thường giữa Việt Nam và các nước thuộc tổ chức ASEAN, kêu gọi các nước đó lập mặt trận chung với Trung Quốc chống lại Việt Nam. Với cuộc vận động đó, họ hy vọng trên thực tế sẽ thực hiện được chính sách bao vây kinh tế, cô lập về chính trị, tiến công về quân sự như bọn đế quốc và thực dân vẫn làm bấy lâu nay đối với một số nước.
Đây là một hành động thô bạo, không những xâm phạm độc lập chủ quyền của Việt Nam mà còn can thiệp vào công việc của nước khác và các tổ chức quốc tế. Phần 3. Duy trì tình hình căng thẳng ở biên giới Việt Nam. Song song với các hoạt động phá hoại về kinh tế, chính trị, những người cầm quyền Trung Quốc giáo diết tăng cường sức ép quân sự đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ mọi phía. Ở phía Bắc, họ đưa thêm quân ra vùng biên giới Việt Trung, tăng cường những vụ khiêu khích vũ trang lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, tạo nên tình hình thường xuyên căng thẳng ở vùng biên giới. Một số vụ khiêu khích lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam của họ năm 1975 là 234 vụ, gấp rưỡi vào năm 1974. Thì năm 1978 tăng vọt lên tới 2.175 vụ, gấp gần 10 lần. Ở phía Tây Nam, theo lệnh của Bắc Kinh, bè lũ diệt chủng Pol Pot, Ieyasuri, khước từ các đề nghị của Việt Nam về việc hai bên thành lập một khu phi quân sự ở gần biên giới, cách ly quân đội của mình và ký một hiệp ước hữu nghị không xâm lược lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau để kiểm soát, để kiếm cớ duy trì các cuộc chiến tranh biên giới chống Việt Nam, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu quân sự quy mô lớn sau này. Ở phía Tây, những người cầm quyền Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế ngày càng tăng cường gây sức ép đối với các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, một nước nhỏ hơn Trung Quốc, luôn luôn theo đuổi chính sách hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng. Họ nuôi dưỡng bọn tàn quân của lực lượng, đặc biệt người Mẹo, cho CIA tổ chức và chỉ huy trước đây, thông qua đạo quân làm đường của họ để tìm cách can thiệp sâu vào các tỉnh Bắc Lào, vu cáo Việt Nam, thôn tính Lào, chia rẽ Lào với Việt Nam, đưa ra nhiều sư đoàn quân áp sát biên giới Lào Trung. Mục tiêu của họ là để tăng thêm sự uy hiếp Việt Nam về quân sự từ về phía Tây, đồng thời làm suy yếu và khống chế từng bước nước Lào. Số 4. Tấn công Việt Nam từ hai hướng. Những mưu đồ trên rất thâm độc và có gây khó khăn cho nhân dân Việt Nam, nhưng đều đã thất bại cho đến cuối năm 1978 và đầu năm 1979. Những người cầm quyền Trung Quốc đã phải tính đến việc tấn công quân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ hai hướng. Ở phía Tây Nam, theo kế hoạch của Bắc Kinh, sau khi tập trung 19 sư đoàn bộ binh trong tổng số 23 sư đoàn bộ binh đến sát biên giới Việt Nam ngày 22 tháng 12 năm 1978, bè lũ Pol Pot, Ieng Sari đã sử dụng những sư đoàn tinh nhuệ nhất của chúng, có xe tăng và pháo binh yểm trợ, đánh vào khu vực Bến Sỏi thuộc Tây Ninh, cách Sài Gòn hơn 100 cây số, với ý đồ đánh chiếm chớp nhoáng thị xã Tây Ninh, mở đường tiến sâu vào Việt Nam, miền Nam Việt Nam, đồng thời làm yếu Việt Nam đi để quân Trung Quốc có thể đánh vào Việt Nam từ phía Bắc. Thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình, nhân dân Việt Nam đã làm thất bại hoàn toàn kế hoạch quân sự đó. Đồng thời, quân và dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, được sự giúp đỡ và ủng hộ của nhân dân Việt Nam, đã vươn lên đập tan chế độ diệt chủng bạo tàn Pol Pot, Ieng Sari và cái gọi là chính phủ Campuchia Dân chủ. Vào ngày mùng 10 tháng Giêng năm 1979, lập nên chế độ Cộng hòa Nhân dân Campuchia thật sự đại diện cho nhân dân Campuchia. Ở phía Bắc, những người cầm quyền Trung Quốc đã huy động 60 vạn quân, gồm nhiều quân đoàn và nhiều sư đoàn độc lập, nhiều đơn vị binh chủng kỹ thuật với gần 800 xe tăng và xe bọc thép, hàng ngàn khẩu pháo, hàng trăm máy bay và các loại của các hầu khắp khắp các quân khu của Trung Quốc, điên cuồng phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam ngày 17 tháng 2 năm 1979 trên toàn biên giới dài hơn 1.000 km. Quân của bọn phản động Trung Quốc đi đến đâu là tàn sát dân thường, kể cả phụ nữ và trẻ sơ sinh, người già, và phá hủy
triệt để các bản làng, chùa chiềng, nhà thờ, trường học, vườn chẻ, bệnh viện, nông trường, lâm trường. Chúng đã hành động với sự man rợ của một đạo quân ăn cướp thời Trung Cổ, kết hợp với những thủ đoạn tinh vi của các đạo quân xâm lược của đế quốc ngày nay. Để lừa gạt dư luận Trung Quốc và dư luận thế giới, những người cầm quyền Bắc Kinh đã tuyên bố rằng đây chỉ là một cuộc phản kích để tự vệ bằng những đơn vị biên phòng. Sự thật, đây là một cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện bằng lực lượng chính quy của hầu hết các quân khu Trung Quốc, có chuẩn bị kỹ càng về các mặt, từ việc xây dựng những công trình quân sự, đường xá, hầm hào, sân bay dọc biên giới Việt-Trung, đến việc vu cáo Việt Nam, phá hoại tình hữu nghị Việt-Trung, kích động tư tưởng đại dân tộc trong nhân dân Trung Quốc, hòng biện bạch và che giấu hành động xâm lược của họ. Về mặt đối ngoại, họ cũng đã chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là họ đã phát động một cuộc chiến tranh xâm lược sau khi Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình đi thăm Mỹ và Nhật Bản. Và thực tế là sau khi tranh thủ được cái sự đồng tình của Mỹ và Nhật, mục tiêu đầy tham vọng của họ là tiêu diệt một bộ phận lực lượng vũ trang của Việt Nam, phá hoại tiềm lực quốc phòng và kinh tế, chiếm đất đai của Việt Nam, kích động cho bạo loạn. Hai cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam mà những người cầm quyền Trung Quốc gây ra từ hai hướng là bước leo thang cao nhất trong một quá trình hành động tội ác chống độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam từ trước đến nay, nhằm làm suy yếu, thôn tính và khuất phục Việt Nam. Trái với mọi tính toán của Bắc Kinh, cuộc chiến tranh xâm lược của họ đã thất bại thảm hại vì đã bị toàn thể thế giới lên án và một bộ phận nhân dân Trung Quốc phản đối. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, họ đã buộc phải tuyên bố rút quân và sau đó đã phải nhận ngồi đàm phán với Việt Nam. Phần 5. Tiếp tục chống Việt Nam bằng mọi thủ đoạn. Những người cầm quyền Trung Quốc đã tuyên bố rút quân về bên kia đường biên giới, nhưng thực tế đến nay, quân của họ đã tiếp tục chiếm đóng hơn 10 địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam, xây dựng thêm các công sự ở các nơi đó, vi phạm trắng trợn đường biên giới do lịch sử đã để lại mà cả hai bên đã thỏa thuận tôn trọng. Suốt dọc biên giới Việt-Trung, họ tiếp tục bố trí nhiều quân đoàn có pháo binh và thiết giáp yểm trợ, tăng cường các phương tiện chiến tranh và ra sức xây dựng các công trình quân sự, thường xuyên tập diễn quân sự, tung các đội thám báo biệt kích xâm nhập vào nhiều khu vực của Việt Nam. Không ngày nào họ không gây những vụ khiêu khích vũ trang, nổ súng, gài mìn, bắn giết nhân dân địa phương. Có nơi họ cho bắn súng cối hạng nặng suốt ngày. Có nơi họ cho một tiểu đoàn quân chính quy tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam hơn 4 km, bắt giết thường dân, đốt phá nhà cửa và phá hoại hoa màu. Có nơi từng tốp máy bay Trung Quốc bay sâu vào trong vùng trời Việt Nam từ 8 đến 10 km. Họ bí mật đẩy trở lại Việt Nam những người Hoa mà họ đã cưỡng bách đi di cư Trung Quốc. Những hành động có tính toán cùng với các thủ đoạn khác của họ nhằm duy trì tình hình căng thẳng ở vùng biên giới, xâm nhập độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tiếp tục uy hiếp an ninh của nước Việt Nam. Những người cầm quyền Trung Quốc còn nhiều lần đe dọa cho Việt Nam một bài học thứ hai, thậm chí nhiều bài học nữa, trên danh nghĩa nào là dựa vào cái luật pháp Việt Nam mà những người cầm quyền Bắc Kinh khi có phải chăng vì Trung Quốc nước rộng người đông mà bọn bành trướng Bắc Kinh tự cho phép làm luật đe dọa khuất phục các nước nhỏ hơn và ít người hơn. Những người cầm quyền Trung Quốc đã nhận ngồi vào đàm phán với Việt Nam để bàn những biện pháp cấp bách bảo đảm hòa bình và an ninh ở vùng biên giới và các vấn đề thuộc quan hệ giữa hai nước, nhưng ở vòng 1 tiến hành tại Hà Nội cũng như ở vòng 2 tiến hành tại Bắc Kinh, phía Trung Quốc vẫn lẩn tránh những đề nghị hợp lý, hợp tình của phía Việt Nam, từ chối bàn đề nghị của phía Việt Nam để bàn về những biện pháp cấp bách nhằm chấm dứt các hoạt động khiêu khích vũ trang và bảo đảm hòa bình, ổn định ở vùng biên giới của hai nước.
tiền đề cấp thiết cho việc tiếp tục giải quyết và các vấn đề khác thuộc quan hệ giữa hai nước. Mặt khác, họ đặt điều kiện tiên quyết là Việt Nam phải từ bỏ đường lối độc lập tự chủ của mình và từ bỏ chủ quyền của mình đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì họ mới đi vào bàn bạc các vấn đề nói trên. Đây là thái độ bá quyền của nước lớn. Họ đến đàm phán mà không để bàn bạc một cách bình đẳng và xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp mà chỉ đến để trao đổi. Đây là thái độ bá quyền của nước lớn. Họ đến đàm phán không phải để bàn bạc một cách bình đẳng và xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp mà chỉ để buộc đối phương phải chấp nhận cái lập trường của mình. Việc những người cầm quyền Trung Quốc đòi Việt Nam rút quân ra khỏi Campuchia và Lào, thậm chí nêu ra nguyên tắc chống bá quyền, chẳng qua là để che giấu việc họ đưa quân xâm lược Việt Nam, uy hiếp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và can thiệp vào công việc nội bộ của nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia, che giấu bộ mặt bá quyền bỉ ổi của họ nhằm thôn tính ba nước Đông Dương, dùng Đông Dương làm bàn đạp, bành trướng xuống Đông Nam châu Á. Gần đây, những người cầm quyền Trung Quốc dương cao chiêu bài nhân quyền của Tổng thống Mỹ Carter, lợi dụng vấn đề người Việt Nam đi ra nước ngoài là một vũ khí mới để chống Việt Nam. Những người Việt Nam đi ra nước ngoài phần lớn là những nhà buôn giàu có và có những sĩ quan trước đây sống nhờ Mỹ và chế độ bù nhìn ở Sài Gòn. Những người Hoa Kỳ do Bắc Kinh dụ dỗ cưỡng ép ra đi, một số là những người trước đây sống một trong xã hội tiêu thụ kiểu Mỹ và nay không chịu nổi những khó khăn do cuộc chiến xâm lược của chủ nghĩa đế quốc Mỹ và sự phá hoại của bọn bành trướng Bắc Kinh gây ra. Chính phủ Việt Nam vốn có chính sách nhân đạo, tôn trọng nhân quyền, không những đối xử nhân đạo đối với người Việt Nam đã hợp tác với kẻ thù trong thời chiến tranh, mà còn khoan hồng cả đối với những binh sĩ của quân đội xâm lược bị bắt trong hơn 30 năm qua. Chính phủ Việt Nam hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của vấn đề của những người Việt Nam đi ra nước ngoài, đồng thời lại rất thông cảm các khó khăn của các nước láng giềng trước dòng người di cư đó. Chính vì thế mà từ tháng 1 năm 1979, chính phủ Việt Nam đã tuyên bố cho phép những người có nguyện vọng ra đi nước ngoài để sum họp gia đình hoặc làm ăn sinh sống, giờ được xuất cảnh một cách hợp pháp sau khi đã làm đầy đủ các thủ tục cần thiết. Mặt khác, các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam đã cùng các cơ quan cao ủy Liên Hợp Quốc về vấn đề người tị nạn thỏa thuận chung một cái chương trình 7 điểm được công bố vào ngày 30 tháng 5 năm 1979 nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho những người nói trên ra đi một cách có trật tự và an toàn, đồng thời làm giảm bớt các khó khăn cho các nước ở Đông Nam châu Á. Xong, cả với Bắc Kinh và Washington đều huy động một bộ máy tuyên truyền khổng lồ và mọi phương tiện chính trị, kinh tế, tài chính của họ lợi dụng khía cạnh nhân đạo của vấn đề, sử dụng mọi gian đạo, thủ đoạn, gian dối, xuyên tạc, kích động để bóp méo sự thật về vấn đề những người Việt Nam đi ra nước ngoài, phải phát động một chiến dịch quy mô và cực kỳ ghê tởm chống lại Việt Nam. Nhưng thủ phạm đích thực của dòng người di tản là ai? Người ta chưa quên Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược có tính chất hủy diệt chống Việt Nam. Và khi đạo quân viễn chinh của họ rút đi, họ để lại ở miền Nam Việt Nam một đất nước bị tàn phá, một nền kinh tế bị tê liệt với trên 3 triệu người thất nghiệp, trên 1 triệu người bị tàn phế, 80 vạn trẻ mồ côi và trên 60.000 vạn gái điếm, trên 1 triệu thanh niên bị nghiện ma túy. Còn những người cầm quyền Bắc Kinh thì sao? Chính họ đã trắng trợn gây ra cái gọi là nạn kiều, cưỡng ép, dụ dỗ người Hoa bỏ nhà, bỏ cửa, đồng ruộng, nhà máy để đi Trung Quốc, dùng những tổ chức của Cục Tình báo
Hoa Nam để quấy rối về chính trị, đầu cơ tích trữ, nâng giá hàng và in bằng giả nhằm phá hoại nền kinh tế của Việt Nam, chồng chất thêm những khó khăn cho người dân miền Nam Việt Nam. Trong lúc các cơ quan có trách nhiệm về Việt Nam đang dùng cơ quan cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn để tổ chức việc ra đi có trật tự và an toàn, những người cầm quyền Bắc Kinh cho hay cho tay sai tổ quốc tổ chức việc ra đi bất hợp pháp và kêu la lên rằng giờ Việt Nam xuất cảng nạn nhân, mặc dù họ chính họ cho hàng nghìn người Trung Quốc hàng ngày sang Hồng Kông để từ đó đi các nước Đông Nam châu Á và hoàn toàn không đếm xỉa đến số phận của 26.000 Hoa Kiều đã bị bọn Pol Pot, Ieng Sary ở Việt Nam hoặc vì muốn lấy lòng những người cầm quyền Trung Quốc để buôn bán làm ăn đã phù họa với chiến dịch kích động và vu cáo của Bắc Kinh. Chính những kẻ cướp lại đang la làng, những kẻ tra đạp lên nhân quyền và luật pháp quốc tế lại đang dương cao chiêu bài nhân đạo để thực hiện mục đích chính trị đen tối của họ. Mục đích của Bắc Kinh là xóa nhòa những tội ác tày trời của họ tại Campuchia và trong công cuộc chiến tranh xâm lược của Việt Nam, che đậy việc họ tự động người Hoa Việt Nam đã ra đi và xuất cảng hàng chục vạn người Trung Quốc ra nước ngoài để gây khó khăn cho hơn một các nước ASEAN, chia rẽ các nước ASEAN và với Việt Nam và đánh lạc hướng về phía nguy cơ của chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc và vai trò của đạo quân thứ năm người Hoa ở Đông Nam châu Á. Nhưng đối với những người có lương tri thì sự thật vẫn là sự thật. Hiện nay ngày càng có nhiều người thấy được cái thủ đoạn bẩn thỉu của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh. Họ tỏ ra thông cảm với những khó khăn và hoan nghênh lập trường đúng đắn của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các thế lực đế quốc và phản động chủ yếu là Washington và Bắc Kinh đã thất bại trong âm mưu biến hội nghị quốc tế Geneva tháng 7 vừa qua về vấn đề người Đông Dương ra đi nước ngoài thành một diễn đàn để vu cáo chống Việt Nam. Những đề nghị của đoàn đại biểu chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tỏ rõ thái độ xây dựng và hợp tác trong việc giải quyết vấn đề. Những người di cư đã được sự đồng tình rộng rãi của các đại biểu nhiều nước tôn trọng sự thật và công lý và đã góp phần quan trọng vào thành công của hội nghị là đạt được một nền tảng cho một giải pháp cho vấn đề như ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Van Hem đã kết luận. Nhưng thực tế còn nhiều khó khăn và phức tạp do những hoạt động phá hoại của các thế lực đế quốc và phản động, trước hết là của Washington và Bắc Kinh. Hiện nay trong lúc Bắc Kinh lớn tiếng đe dọa chiến tranh, trắng trợn đòi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đế quốc Mỹ đưa hạm đội vào hoạt động ngoài khơi Việt Nam, không những để khuyến khích những người ra đi bất hợp pháp mà còn để phối hợp với Bắc Kinh trong những âm mưu đen tối của họ ở khu vực biển Đông và Đông Nam châu Á. Trong 5 năm qua, bằng mọi thủ đoạn quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao trực tiếp và gián tiếp, tinh vi và trắng trợn, giấu mặt và công khai, những người cầm quyền Trung Quốc đã không ngừng phá hoại công cuộc xây dựng một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ càng thất bại thì càng điên cuồng chống Việt Nam, hòng khuất phục nhân dân Việt Nam. Đây là sự phản bội thứ ba của những người lãnh đạo Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam. Đến đây là hết phần thứ tư. Kính thưa quý khán giả.